Mới đây, trong video dài gần 2 phút được chia sẻ trên mạng xã hội, một cô giáo tại tỉnh Tuyên Quang đã bị một nhóm học sinh nhốt ở trong lớp học, dồn vào một góc tường và có những lời nói rất là chửi bới cũng như là lăng mạ. Đôi lúc là những học sinh này còn có hành động đó là dùng gậy và quạt chỉ vào mặt, tìm cách mà giật điện thoại của cô giáo đang được cầm trên tay. Trước hành vi vô lễ của nhóm học sinh thì nữ giáo viên này không chống cự mà chỉ sử dụng điện thoại để ghi lại sự việc. Dưới góc độ pháp lý, hành vi vô lễ của nhóm học sinh này đối với giáo viên thì nó có thể là bị xử phạt vi phạm hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự về tội là làm nhục người khác, đang được quy định tại điều 155 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017, hoặc có thể bị xử phạt kỷ luật. Tuy nhiên là xét ở góc độ trường hợp này thì việc xử lý hành chính cũng như là truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bạn học sinh này là không thể áp dụng được, vì các bạn này là không đủ tuổi để áp dụng đối với hai hình thức xử phạt nêu trên. Nhưng đối với hành vi mà chơi không đúng chuẩn mực đạo đức cũng như là xã hội, không đúng với cả đạo lý và công sư trọng đạo từ trước đến nay của chúng ta, thì hành vi của nhóm học sinh này vẫn cần phải xem xét xử lý đối với các chế tài cũng như là hình thức xử phạt khác, để nhằm mục đích là giáo dục cũng như là răn đe đối với học sinh có hành vi vi phạm. Vậy trong trường hợp này, theo quy định của luật giáo dục, hành vi là xúc phạm là nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể của nhà giáo của nhóm học sinh trên là một trong những hành vi nghiêm cấm đang được quy định tại điều 22 của luật giáo dục năm 2019, và căn cứ tại khoản 2 của điều 38 thông tư 32 năm 2020 thì đối với hành vi vi phạm trên của nhóm học sinh này còn có thể bị xử lý kỷ luật như sau. Trường hợp 1 đó là nhắc nhở, hỗ trợ và giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục những khuyết điểm của mình. 2 là khiển trách, thông báo với cha mẹ học sinh để nhằm phối hợp giúp đỡ cho học sinh có thể khắc phục khuyết điểm của mình. 3 đó là tạm dừng học có thời hạn ở trường và áp dụng các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trước đây, tại thông tư số 08 năm 1988 của Bộ Giáo dục và Đào tạo còn áp dụng hình thức kỷ luật đó là buổi học đối với những hành vi vi phạm của học sinh tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Nhưng mà từ thời điểm mà thông tư số 2 năm 2020 có hiệu lực pháp luật thì đã loại bỏ cái hình thức kỷ luật nêu trên để thay thế vào đó là hình thức tạm dừng học ở trường có thời hạn. Hiện nay thì về cái thời gian mà tạm dừng học thì chưa có quy định cụ thể cái việc xác định thời hạn tạm dừng học đối với học sinh có vi phạm, sẽ do nhà trường xem xét về mức độ vi phạm để đưa ra quyết định của mình. Trên đây là những nhận định của chúng tôi dựa trên các thông tin đang được chia sẻ đăng tải trên mạng xã hội. Trong trường hợp này, để có kết luận ai đúng ai sai thì vẫn cần sự vào cuộc của nhà trường cũng như là các cơ quan chức năng để xem xét giải quyết, qua đó thì có cơ sở xác định quy kết về hành vi vi phạm của từng cá nhân nêu trên.